Hello các bạn nha. Sáng nay đi ăn đám cưới các bạn ơi. Đây. Hôm nay qua làng mình mở rực rỡ rất đẹp ha. Đám cưới ở nhà ông chú ha. Đây. Đây, đám cưới đó các bạn. Đây. Quan khách đến cũng chưa đầy đủ lắm ha. Bây giờ mình qua mình rủ ông chú mình đi chung với mình các bạn ơi. Đi chưa chú cháu? Đây. Đang đợi khách lại ha các bạn ha. Nhà sát bên nè. Đây. Mình bán tiệm thành ra là mình phải tranh thủ đóng cửa trước khi mình đi ha. Để mấy khách tới ồ cái mình đi không được. Đây. Đây các bạn, hình như là được rước dâu qua luôn hay gì kìa, đám nói luôn ha chứ sao. Đây các bạn, lại quay cho các bạn ơi. Đây. Đây đám nói luôn các bạn ơi. Vậy là bữa nay đám này là bữa nay đám nói ha, ngày mai rước dâu ha. Đây, quê mình bây giờ miền Tây là chơi vậy không nghe các bạn. Đây. Quá vui luôn. Đây là chú của mình nè. Đây là như vậy không đó. Bây giờ là chơi là bữa nay đám nói. Mai là rước dâu. Mai rước dâu, bữa nay đãi luôn. Đây, hôm nay đãi luôn. Hai cái đây. Vui quá các bạn ơi. Đóng cửa lại đi, tới sớm rồi đi. Đây. Đóng này không các bạn. Đám cưới mình biết các bạn biết mình thích nhất cái gì không? Nhìn mấy cô gái với mấy chàng trai nè. Đó mấy đồng phục nè, rất là đẹp ha. Qua đây mình sẽ qua đây mình quay mấy cái đồng phục này các bạn. Mình đẹp trai không? Quay không? Giơ tay lên. Đây các bạn. Ở thời điểm này nè là cái đám cưới miền Tây của mình á là hay có cái vụ đồng phục các bạn. Và đồng phục này rất là hay ha. Đây. Bạn ha. Đây. Đây. Lâu lắm rồi mới đi ăn đám cưới ha các bạn nha. Đây. Đây chắc con trai các bạn ha. Xe. Mấy anh thợ chụp hình sắp xếp thứ tự rồi ha. Đấy. Thấy không? Mình thích cái cảnh này nè các bạn, trao quà nè. Đấy. Bắt đầu giao quà qua lụm nha. Đưa qua từ từ nha, đang ghi hình nha. Đó, nhìn ra đây luôn các bạn ơi, ngó ra đây luôn nha. Đám cưới này của con nhỏ cháu nha. Nhà ông chú. Chào mâm đi. Đấy. Có chừng mấy cô gái cầm ông nội. Đấy. Lâu lâu quê mình có đám cưới các bạn nha. Đám cưới miền Tây nha. Đấy. Đấy. Mình đi quay phim như vậy là mình sợ nhất là mấy cái ông âm thanh á, ông bắt lên một cái là bản quyền liền. Vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay. Đây các bạn ha. Đẹp lắm ha. Các bạn thấy búp sơn không? À, búp sơn rất là ok ha. Sơn nó ngày xưa rồi Lưu Bị đi qua mà rước dâu là phải đem theo ha. Đây. Là mấy thằng bạn mình ha. Đấy, thủ tục xong các bạn ơi, vô trong rồi. Đấy, còn bên đây là cái view ha, cái view để cho mấy trai xinh cái đẹp chụp hình ha. Đây để lưu niệm ha. Quá vui luôn các bạn ơi. Lâu lâu sớm có đám cưới nha. Đây chúng ta chụp hình bên các bạn. Vô ghê không? Đám cưới miền Tây của mình nha. Ở đây là ở Nhân Lộc, Nhân Mỹ, Chợ Mới, An Giang nha các bạn. Đấy. Bà con hai họ đang đứng đây nè. Đằng đằng nghe chưa? Đây. Đây là bạn mình nha.
đây bạn mình ha, bữa nay đẹp trai ghê không đây bạn ha, quá đẹp trai đây mấy chú mình nè đây. Lâu lắm rồi mới có cái đám cưới ở quê mình. Đi qua vô. Vô ngồi bạn. Vô ngồi chung nè. Vô xe tít châm đi chú Sáu ơi. Đây bạn này cho nó rộng. Thôi bạn này đi, bạn này đi, bạn này đi. Đây. Kệ đi, kệ đi, cho nó ngồi đi, cho nó xa xa mấy bạn kia đi. Lửa bạn nào mát mát trời ơi. Bạn này nè, bầu này nó mát nhất nè. Vô bạn mát mát nha. Rồi mình mới vô bạn. Ăn tiệc phải coi phong thủy đâu mới được chứ. Trời ơi. Chỗ có chỗ mát nhất các bạn, phải xa âm thanh nha. Đấy. Lên rồi, lên rồi, kênh xẻo gái quê tôi, xẻo gái quê tôi. À, tối có coi chưa, lên, đúng lên. Lên rồi mà chưa có hình. Có rồi, lên rồi, sáng công chiếu rồi Tài. Hồi tối là mình ăn cháo, mình ghi hình rồi, mình công chiếu rồi á. Giờ này mình ghi hình chút xíu gì mình công chiếu nữa các bạn. Đây. Ở đây gồng gồng phải cầm cái chai bót qua ha. Cầm tay gì vừa ăn ha các bạn ha. Đấy. À cái đám cưới này cũng không được. Không được, con ăn không bị thức ăn mà. Đám cưới là mình coi thức ăn, bây giờ mình sẽ quay thức ăn trong bàn cho các bạn coi ha. Đây. Đây các bạn, đây, cho em chai nước lọc đi anh ấy. Đây các bạn. À, đây là món đầu tiên nè, hình như là gà nấu tiêu nè ha. Còn đây là bát bủ nè. Gồm có là đồ chiên nè, pate da lụa, thịt này, này kia nè. Cái này phải nói là thợ nấu là thợ nấu. Ở đâu mới được. Biết ai đâu biết mình. À đây cái menu wedding nè. Wedding nè. Đây. Đồ khô. Dạ. Con là YouTuber. YouTuber hả? Dạ lên kênh TVT Vlog 2019 coi. Có lên tù không nha? Có nè, con quay chú này nó lên chú. Đây các bạn. Đây là có đồ khô ha, mực né, gà, bao tử nấu tiêu, tôm, nước dừa, lẩu hải sản, cơm chiên Dương Châu và món cuối cùng tráng miệng là trà sữa ha. Đây, đây là có cái bà họ nấu nè, là bà là Út Mai nè, số điện thoại nè. Đấy anh em là trên kênh của mình ha, gặp qua cái số điện thoại này muốn đặt hay cứ đặt ha, để mình coi luôn. Này kêu bà thợ nấu ra biến coi đồ ăn ngon không nha. Ngon là mình nói nó ngon, dở nó dở, mình sẽ xem ý kiến hết tất cả các quý khách quan khách trong bàn nha. Đó bữa nay chốt nè, ăn ngồi biết không có thì mình cứ giới thiệu, mình cứ nói trước đi. Đó đây, đây có chú Sáu sát nhà nha quý vị. Bắt bồ đi. Chết cha quý vị. Không sao, không sao, đó là à các bạn, nãy giờ mình lo quay phim quên đi bỏ thêm vô đám cưới nha. Đây. Cái này cái này rất là quan trọng trong cái những buổi tiệc cưới nha. Mình quay phim nãy giờ mình quên bỏ, mình không bỏ vô cái là no đủ cùng dòng chú rể liền á. Đây, đâu rồi? Cái thục rồi. Đây. Đây ha các bạn ha. Cái này giờ này không ai giữ cho người ta. Mình ôm đi sao? Không. Thôi thôi khỏi khỏi đi con, khỏi một cái. Cái này cho khách đi. Rồi thủ tục xong ha các bạn ha. Đây. Cái view đám cưới rất đẹp á quý vị ha. Đấy. Hôm nay vào ngày 7 tháng 2 âm lịch năm. Cái thủ tục đó không thể nào thiếu được nha các bạn ha. Thiếu chết liền nè. Đấy. Tiệc đám cưới hôm nay mời mình thì 9 giờ ha. Thì đúng 9 giờ mình đến ha. Thì đàn trai rước dâu cũng tới luôn các bạn. Cũng may mắn ha. Có cái nước lọc luôn các bạn. Vô miếng nước lọc chứ ha. Đang cử hành lễ trong các bạn đây các bạn, bây giờ mình trước tiên mình sẽ ăn thử cái
bây giờ dạ nè, có đi nữa lóc không rồi gì đâu, ông Thảo nhắn like đăng ký rồi cho nè. Rồi vô ok để có mình lấy mỗi thứ món luôn các bạn ơi. Anh em nè ha. Đây. Con chị ba hả? Con chị hai hả? Con chị hai. Cái món này nè. Đây. Một cái một mình lấy cái một luôn các bạn ơi. Thì một miếng mẹ bởi vì mình không cái con cháu nào nó miếng thịt quay nữa. Đây, mình sẽ ăn từ món một ha. Đây. Chắc từ từ lâu quá. Con nhỏ mà không gì cậu mấy ông biết. Không phải đâu, nó chích về tầm tầm lắm. Ví dụ thanh tấn này nào hồi đó nó đi bộ đội. Rồi nó đào tạo lên chiến quan. Thì tới tuổi đâu đó hư quá. Mình ăn thử cái heo quay ha các bạn ha. Đại học bộ đội. Chắc heo quay quá, heo quay. Học 4 năm ra trường đó thì mấy nó lên tới tướng rồi. Đúng rồi. Vụ đó. Ông đang ngồi chơi bộ đội nè, nó nói trong nghe nó không trúng. Không có trúng. Heo quay cũng được ha các bạn ha. Heo quay mình lần ăn các bạn. Thì heo quay này theo điểm mình cho ha, khoảng 7 điểm mà. Đại học công an thì không có dạy không? Đây ba tay cha lụa. Đi vô đó là nó làm tốt cho cái gì học, học cái kiểu giống như quân đội đó. Vẫn vẫn làm chỉ huy lãnh đạo chứ phải lớn nè. Dạ. Ta cha lụa ngon. Dầm miếng nước sốt các bạn nghe. Cái bánh rán này cũng ngon các bạn. Món lẩu này ok ha. Quá tơ không kêu. Đây các bạn. Ăn cái ba tay chân quá. Được rồi. Thì ăn đi chứ gì đâu mà hết xấu. Ai ăn sao nói chuyện. Ba tay ngon á. Chắc hồi đó tôi đi công an chắc bây giờ chắc cũng có tương đương không á. Tôi đi đâu rồi. Đây các bạn. Trong dưa chua có một cái món rất là đặc sản nha. Cháu ngoại của mình mà của kênh Phạm Dũng hay review hay giới thiệu với khán giả. Đây là củ hủ dừa làm dưa ha. Bây giờ mình sẽ ăn thử coi củ hủ dừa làm dưa nó như thế nào. Để chúa, để chúa. Nó ngon hơn ngó sen rất nhiều ha. Củ hủ dừa ăn giòn ngon, cái vị của củ hủ dừa. Củ hủ dừa mình ăn ngon ăn không đã ngon các bạn. Mà làm dưa này rất là tuyệt vời ha. Món gà nấu tiêu ha. Con mua gà làm tiêu cắt luôn lại chỗ bán không mặt. Rồi tiếp cho em nè, lấy cục à. Đây. Mình ăn mình sẽ coi con gà này là con gà gì ha các bạn ha. Đây. Em nó quay vô quay chim. Mình ăn với gà nấu tiêu. Chim mình nấu chim thiệt cái quán vô là nước nào cấp mình. Nước Mỹ bác. Mỹ cấp á. Dạ. Mỹ nó trả tiền. Bên Mỹ nó trả tiền. Ở Việt Nam mà làm lương nhận lương của Mỹ. Đây ăn thử gà ha. Việt Nam có lương không? Không. Lương không bác. Cái này mấy kênh này của bên Mỹ á. Của Google trả tiền cho tụi con. Tại mấy cái kênh này của nước ngoài nó làm. Dạ. Ừ, thịt gà này ngon các bạn. Thịt gà này chắc ha. Có lẽ là gà thái dường các bạn. Trong mấy gà bánh dê ha, thịt chắc ha. Nhưng mà cái món này ăn rất là ngán nha các bạn. Ăn với bánh mì. Mình ăn một vài miếng. Đợi món tiếp theo ha. Món này là ok đó các bạn. Gà chắc lớn nha, gà thái dường. Muốn nói là 7 năm chứ. Đây là được. Mọi biết rồi. Dạ được. Nè, gà bao tử 3 món rồi các bạn ơi. Mới có 3 món rồi bao tử muốn đầy. Nó không có nhiều cái hướng để đi lắm ơi. Đây, cho mồi vô các bạn ơi. Mực né. Đi ra ngoài tụi nghiệp giờ em đồng nha. Đây. Nào, bây giờ em đi hồi về là cỡ nào chuyện nhậu. Thôi giờ chậm không nhậu đi. Mực quá luôn nha. Chấm với gì ta? Chấm gì chấm mà? Chấm này nè luôn, đúng rồi. Chấm lên nước tương. Trong đó tôi đi ngoại ở nhà bả đâu 3 bữa.
vẫn còn làm ba nhãn hiệu. Dạ. Xếp ha, làm xếp cho khỏe coi. Mời các bạn ơi. Mực mẹ. Đây mực mẹ. Rồi rồi rồi, chẳng đây chào hỏi rồi. Chị theo hỏi rồi, anh tư không? Xuống sáng. Anh bảy. Rồi giờ tí gió tôi còn, con đi. Anh tốt. Thôi anh tốt, anh tốt, anh tốt. Tốt, 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 tốt. Biết rồi với anh Lý Phương. Anh Sáu biết rồi. Mà ai mà biết Phương tới. À, con của ba Gõ không? À, anh biết không à, anh Tư hôm nay nhiêu rồi con các bạn mấy rồi bạn Lý à 74 74 là cái dễ anh phải không? Ừ. Rồi chính xác dễ thế này đó mày nói tao mới nhớ nhớ rồi 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 sao uống nước xanh trời. Ờ, tao bị cớ lúc này vô đi mình luôn à. Vậy à? Tụi tao lên đây mà không 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 không. Chung bàn với bàn giờ. Đó, thấy thầy chồng mày đứng chụp ôm cổng cái đầu. Con nói con không biết đứa nào. Đứa lớn là nó chín. Là nó xanh năm 2009 đó. Mực giòn ha. 15 tuổi rồi. Cái nhỏ 14 tuổi. Chấm nước tương ăn làm như không có thật vậy mình có gì vậy? Năm nay thì chỉ cấp nè. Ăn nó lớn sao? Chắc lại bú tiêu rồi sao? Giờ đang học chấm với bú tiêu à? Chấm với nước tương ăn làm gì không hợp đi rồi kỳ quá. Thử rồi bú tiêu à? Anh ăn ở đâu nhà đâu? Thật hết trăm mực cái bú tiêu mà. Là vô chỗ này gần nhà Việt Nam là trong đó chỗ cái chùa lớn đó chùa Lưu Hoa Tự đó là nó bên cồn mà điều anh nói cái mặt bằng đó nó dưới dầm sao luôn chứ này nè chút ở bên cồn qua nhà bên cồn cồn Bình Thạnh ha đưa qua ngay chân cái chợ mình để luôn chỗ ngay tiêu ăn cũng không ngon luôn. Các bạn biết ăn cái muối gì mới ngon không? Một là mứa Phú Quốc, hai là mứa xanh nha, chấm hải sản nha. Cho mấy nước chấm này hoàn toàn không hợp với cái mực né nè. Ăn nó chất quá các bạn. Đề nghị bà họ nấu ha, dừng nữa mua cái món này ha là phải có nước chấm nước mứa xanh hải sản hoặc là mứa ớt Phú Quốc. Chấm này mới ngon. Cho chấm nước tương với loại muối tiêu nè. Láng xẹt luôn. Vậy là ông nói vậy là con khía rồi. Đúng không? Anh ăn cái này mà anh chấm mớt xanh đi. Cực kỳ ngon luôn. Thôi có được. Mà chấm cái hai miếng này là không ngon. Bây giờ nó có diện đó không? Đây là dàn xét của mình nè. Đi đâu rồi? Bà họ nấu có nấu cái món này thì phải chế lại một muốn loại muốn khác. Chi dụng ha. Đây các bạn. Coi con tôm vậy ha. Thôi tôm càng xanh hết các bạn ha. Đây. Đụng nước dừa thì để sẵn luôn rồi đó. Đây. Tôm càng xanh hết các bạn ha. Đây. Bắt đầu bên kia lên nhạc các bạn ơi. Đây. À, bàn tiệc hôm nay là thức ăn rất là nhiều ha. Là có thể là 10 người ăn không hết nổi đâu các bạn. À, tiệc bữa nay ăn mới tới món thứ ba mà hôm nào cũng lấy người người chứ thức ăn rất là nhiều ha. Đấy, bàn tiệc rất là chất lượng ha quý vị ha. Nhạc bển lên các bạn ơi. Các bạn sẽ lột tôm ăn thử tôm ha, tôm đụng nước dừa ha các bạn ha. Đây ông chú Sáu gà tay lột các bạn ơi, nóng quá nóng rồi. Mới vớt gà ha. Thử sao rồi? Có gà đâu? Có gà, có gà, có gà. Nó sẽ đâu à? Tâm nuôi, tâm nuôi. Tao thiên nhiên sao đã không nổi. Còn sao? Ngon ha.
muối ớt đặc thù đó, muối ớt loại muối ớt sữa của bà chị mua Phú Quốc về rất là ngon nha. Mấy món ăn với mấy món hải sản này ok. Đây các bạn, mình thích ăn tôm với muối tiêu nha. Ví dụ có muối ớt xanh này ngon hơn nha, hoặc là muối muối ớt sữa. Muối sữa thì miếng lá chút nữa, ba chai một chén ha. Muối tiêu thì không ngon không phải ngon ha. Đó. Là miếng bạc. Đây. Hôm nay ngồi chúng cái bàn tiệc là mấy ông anh mình rất là vui vẻ. Đấy. Ngồi đúng bàn luôn rồi. Vô đúng bàn luôn. Tôm nó chắc các bạn. Tôm nuôi các bạn. Châu và sữa chua. Đây sữa chua ha. Đây là cơm chiên Dương Châu. Đây là lẩu hải sản nè các bạn ơi. Đây. Lẩu hải sản cá cá bóp ha. Cá bóp nè. Đây, con này mực mực xuống nha. Còn xuống luôn không? Để xuống đây được không? Xuống hết nè. Còn mấy mỏng luôn đi rồi. Tôm, tôm để trên đi. Tôm nó vừa chín tới này ta thẻ. Tôm thẻ ha. Tôm thẻ này ngon hơn tôm tôm càng xanh nhiều lắm, sẽ ngọt thì chắc hơn tôm càng xanh ha. Cái lẩu này tiện quá ha, không bị chàng ha. À, tôm tôm gì Dương Châu. Đây bác Tám qua giao lưu rồi. Vô chăm chăm đi con quay bên này bác Tám. À, bàn tay của mình được các bạn khác đến chào mời rất là nhiệt tình nha các bạn. Đây. Mấy ông anh bạn mình rất là vui nha. Coi như bữa nay đi ăn tiệc bao nhiêu là ngồi đúng bàn lắm à. Cái này món cơm Dương Châu các bạn. Cơm nấu à, cơm vừa ăn em. Gạo trẻ mà nè, giống như hộp tắm này các bạn. Trong cơm như Dương Châu này có đây, thấy không? À, trứng nè, đây tôm khô, tôm tôm. Đỡ rồi, không có gì đâu. À, cũng ngon các bạn ha. Ok. Cái này thiếu đậu Hà Lan các bạn. Cái lẩu. Đây mình dùng cái lẩu. Cái lẩu là cuối cùng các bạn ha. Bảo hai ba vô cái coi, chụp hình cái coi. Bóp các bạn. Lẩu hải sản. Đây. Được bát quá cái mệt quá. Cái bóp thì chấm nước mắm một chấm muối tiêu nè, ngon các bạn. Cá bóp ăn không không có nghe mùi tanh nữa. Thấm thử miếng lẹo à. Lẩu hải sản chua ngọt ha. Nước lèo rất là ngon nha. Đây mình đến giá cái nước lèo này rất là ngon các bạn. Đây. Nói cho ông mở luôn đi. Không.
nước lèo này rất là ngon các bạn, nước lèo chua ngọt cộng thêm các mùi vị của tôm gọi là rau này kia quyện vô ha, tạo ra hương vị rất là mạnh các bạn, rất ngon. Cái từ cái buổi tiệc từ hồi sớm mới bắt đầu mình ăn tới giờ chỉ là cái lẩu là ok nhất nha, ngon nhất luôn, là món kết thúc là ngon nhất luôn các bạn, rất ngon nha. Cá bóp tươi ha các bạn em, không nghe mùi, tôm cũng tươi luôn, tất cả các hải sản đều này, đám này tươi hết. Mình đi đám cưới xong về nhà mình xe nhiều quá trời luôn. Đấy các bạn. Bạn số 1 chuẩn bị chưa? Rồi tạm biệt các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha. Đây. 2 3 xin mời.